Và các bạn nhé, đây là hồng kem nhé. Các bạn thấy không, lớp da mà nó có một lớp da và sắc sắc luôn này. Nhưng bên trong mật có mộc mật luôn này nhé. Cái loại này là 430.000 một ký nhé các bạn. Và nó ăn thì để lại thông tin cho mình nhé. Loại này là cực kỳ đặc biệt, thơm ngon luôn, đảm bảo giữ nguyên cái hương vị của hồng tươi nha các bạn.